chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ bắt tay châu Âu trừng trị Trung Quốc. Bắc Kinh luôn là chủ đề mà Mỹ và Liên minh châu Âu chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều năm qua. Nhưng thời gian gần đây, hai chủ thể khổng lồ này dường như đang cố gắng xích lại gần nhau để tìm cách vượt qua bất đồng trong bối cảnh đe dọa đến từ châu Á đang ngày một lớn dần. Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 cho biết có thể sẽ đến châu Âu trong những tuần tới để đối thoại về vấn đề này. Theo hãng tin AFP, trong một diễn đàn trên mạng về quan hệ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu do quỹ German Marsh Fund của Hoa Kỳ tổ chức, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo thông báo chấp thuận đề nghị của đồng nhiệm châu Âu Joseph Borrell được nêu ra hồi tuần trước về việc tổ chức một đối thoại song phương về vấn đề Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm đến châu Âu để khởi sự cuộc đối thoại này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cơ chế mới này sẽ cho phép hai bên thảo luận về các lo ngại trước những đe dọa của Trung Quốc đối với phương Tây và đối với các giá trị dân chủ mà Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ. Ngoại trưởng Pompeo cũng hy vọng là cuộc đối thoại này sẽ là một chất xúc tác cho phép thúc đẩy hợp tác với kết quả là hai bên sẽ đưa ra các biện pháp chung. Trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ đã liên tục kêu gọi các nước châu Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh, đứng hẳn về phía tự do thay vì chấp nhận nền độc tài tàn bạo do chính quyền côn đồ áp đặt. Giới quan sát nhận định, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cách tiếp cận thù địch với châu Âu, thì ông Pompeo được coi là sẵn sàng hợp tác với châu Âu hơn trong việc tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Nhà Trắng Morgan Augustus nói rằng ông Pompeo và các đối tác châu Âu đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giữ vững cam kết chung đối với các giá trị dân chủ để chống lại Nga và những nỗ lực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm phá hoại các nền dân chủ. Và đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại song phương với Hoa Kỳ để đối phó với sự lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc đã được cao ủy đối ngoại của châu Âu Joseph Borrell đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của châu Âu, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bruxelles, Bỉ vào hôm 16 tháng 6 năm 2020. Ông Joseph Borrell nói với các phóng viên rằng, tôi đề nghị khởi động một cuộc đối thoại song phương, đặc biệt tập trung vào Trung Quốc và những thách thức và hành động tham vọng của nước này đặt ra với chúng ta, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ông Borrell cho biết Mỹ và châu Âu đã trao đổi quan điểm về sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trên nhiều mặt trận. Ông Borrell nói như sau, có một số vấn đề mà chúng tôi cùng phải đối mặt trong mối quan hệ với Trung Quốc và ở đó là sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi là rất quan trọng để cùng giải quyết. Điều này chắc chắn bao gồm tình hình ở Hồng Kông, điều vô cùng quan trọng là hợp tác với Hoa Kỳ để chia sẻ mối quan tâm và tìm hiểu nền tảng chung để bảo vệ các giá trị và lợi ích của chúng ta. Đề xuất của ông Borrell là một bất ngờ đối với một số nhà quan sát ngoại giao vì bài đăng trên blog của ông vào hôm Chủ nhật dường như cho thấy rằng châu Âu sẽ không hình thành một liên minh xuyên Đại Tây Dương với Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông đã viết trong trang blog của mình như sau. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc là trục chính của chính trị toàn cầu, áp lực phải chọn phe nào đang gia tăng, chúng ta là người châu Âu phải làm điều đó theo cách của chúng ta với tất cả những thách thức mà việc này mang lại. Bà Bonnie Glasser, cố vấn cấp cao về châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết, châu Âu chắc chắn đã gửi tín hiệu đầy mâu thuẫn về việc họ có muốn hợp tác với Mỹ hay không để đối phó hiệu quả với thách thức của Trung Quốc hay đi theo con đường riêng của họ. Đây là hình ảnh cao ủy đối ngoại châu Âu Joseph Borrell và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong cuộc gặp các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Bruxelles vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Ông Borrell đã không nói chi tiết về kết quả mong đợi của một cuộc đối thoại song phương với Mỹ, nhưng bà Glaser cho rằng ít nhất nó có thể cung cấp một kênh hữu ích để cập nhật tình hình lẫn nhau và thảo luận về sự khác biệt và trong một số trường hợp tạo ra một cách tiếp cận chung. Bà Glaser cũng cho rằng một cuộc thảo luận về cách đối phó với các thông tin bóp méo ngày càng tăng từ Trung Quốc có thể mang lại kết quả trong khi việc tìm ra tiếng nói chung trong các lĩnh vực khác như thương mại và các vấn đề quanh các tổ chức đa phương có thể khó khăn hơn. Bà Glaser cũng nhận định như sau, giúp Đài Loan tăng cường tham gia với quốc tế có thể là một chủ đề thú vị để thảo luận và hợp tác, mặc dù việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới sẽ làm ảnh hưởng đến các nỗ lực giúp Đài Loan khôi phục lại vai trò quan sát viên của mình. Andre Schmal, thành viên cấp cao của Ủy ban Marshall của Hoa Kỳ,
gợi ý tưởng của ông Borrell là một bước hữu ích cho những ai muốn thấy một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong việc điều hòa các chính sách của Trung Quốc giữa các nền dân chủ tự do. Ông Smart nói tiếp như sau, phiên bản tối ưu của một cuộc đối thoại về Trung Quốc sẽ là một phiên bản có sự tham gia đầy đủ của Ủy ban châu Âu, bao gồm văn phòng thương mại, chính sách đối ngoại, chính sách công nghiệp và các vấn đề kỹ thuật số. Đề xuất của ông Borrell đã được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh châu Âu và Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh thiếu cam kết trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Trung Quốc và châu Âu được phát tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, thượng đỉnh đầu tiên giữa một lớp lãnh đạo của châu Âu mới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang lại rất ít kết quả, thậm chí không đưa ra một tuyên bố chung được. Tại cuộc họp thượng đỉnh vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6, Liên minh châu Âu đã khẩn thiết đề nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn trong các cuộc đàm phán đang bế tắc để đạt được một thỏa thuận đầu tư và thương mại, một vấn đề mà ngày càng làm phiền lòng 27 thành viên của châu Âu. Nhưng lời đề nghị này dường như không được Trung Quốc đáp lại khi nước này thắt chặt kiểm soát nền kinh tế trong nước và trở nên hiếu chiến hơn với quan hệ với các nước cường quốc phương Tây. Và không chỉ với phương Tây mà đối với các nước nhỏ hơn ở xung quanh Trung Quốc như Việt Nam cũng đang gặp phải những khó khăn rất lớn đối với Trung Quốc. Và sự dị cảm của Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona, các động thái của họ với Hồng Kông và chính sách ngoại giao hiếu chiến là các vấn đề chính của cuộc họp thượng đỉnh. Việc họp qua video cũng làm giảm khả năng đàm phán hoặc truyền tải các thông điệp thầm lặng. Do đó, cuộc họp thượng đỉnh vốn đã bị trì hoãn từ cuối tháng 3, không có khả năng tạo ra một bước đột phá để đưa ra một hiệp ước đầu tư. Lớp lãnh đạo mới của châu Âu bao gồm Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Charles Michel, dù không kỳ vọng nhiều nhưng vẫn thực sự thất vọng về kết quả của họp. Và mặc dù có nhiều bất đồng nhưng Mỹ và châu Âu đang cùng nhau phải đối mặt với hiểm họa Trung Quốc. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã nghiêm trọng trong nhiều hồ sơ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại lại càng trở nên trầm trọng hơn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh người biểu tình tuần hành chống dự luật an ninh Hồng Kông vào ngày 24 tháng 5 năm 2020. Tổng thống Mỹ đã quy trách nhiệm cho Bắc Kinh đã để đại dịch bùng phát toàn cầu. Gần đây, việc Bắc Kinh ra luật về an ninh quốc gia cho Hồng Kông bị Washington lên án như là một quyết định báo tử cho quy chế tự trị của cựu thuộc địa Anh Quốc. Mà theo thỏa thuận giữa Bắc Kinh và London, Hồng Kông sẽ được hưởng cho đến năm 2047. Bắc Kinh thì liên tục tố cáo Washington đã gây căng thẳng trong mối quan hệ đôi bên. Truyền thông Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 vừa qua cũng trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc vào năm 2020 về sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và thời điểm căng thẳng và các hoạt động thù nghịch mà Trung Quốc cho là nhắm vào nước này có xu hướng gia tăng. Bản báo cáo đe dọa rằng gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến chiến tranh nếu Washington tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh. Báo cáo của Trung Quốc cho rằng kể từ khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động một cuộc tranh đua giữa các siêu cường gần như là chiến tranh lạnh. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ hoạt động gần cửa ngõ Biển Đông vào ngày 21 tháng 6 năm 2020. Trang tin Pakistan lưu ý, đây là lần đầu tiên trong một tài liệu chiến lược về an ninh quốc gia, Trung Quốc nói đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhắm thẳng đến sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu. Theo báo này, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ có đến 375.000 nhân sự hiện diện trong các đơn vị hải quân, quân đội và thủy quân lục chiến. Hơn nữa, với hơn 85.000 quân được triển khai trước đó và một số lượng lớn vũ khí tiên tiến, quân đội Hoa Kỳ đã duy trì một hệ thống thống trị tại châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều năm qua. Báo cáo được tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc đến còn tố cáo Mỹ tiến hành một loạt các hoạt động nhằm kìm hãm Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Hồng Kông, Đài Loan, công nghệ cao và quốc phòng. Báo cáo này cho rằng nhiều tàu chiến của Mỹ thường xuyên xâm nhập vùng lãnh hải của Trung Quốc, tiến hành các chiến dịch quân sự ở Biển Đông và đi xuyên qua eo biển Đài Loan. Và một trong những hành động được cho là khiêu khích nhất vào việc Mỹ cho điều 3 tàu hàng không mẫu hạm trong khu vực. Cuối cùng, báo cáo cũng kết luận rằng do những mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và nhiều nước trong khu vực và an ninh quốc gia, tranh chấp và mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ trở nên trầm trọng và có nguy cơ làm gia tăng xác suất xảy ra chiến tranh hay một cuộc xung đột. Trong khi đó, Trung Quốc và châu Âu cũng đã có rất nhiều bất đồng trong các vấn đề về từ trợ cấp chính phủ và chuyển giao công nghệ tới biến đổi khí hậu và cơ hội bình đẳng cho các công ty châu Âu, đặc biệt là các hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc như việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Và Hồng Kông hiện nay cũng là điểm đối đầu gay gắt giữa Liên châu Âu với Trung Quốc.
Trong dịp thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Trung Quốc lần thứ 22 vào ngày 22 tháng 6 năm 2020, Liên minh châu Âu đã để ngỏ khả năng là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia mới, cho phép chính quyền trung ương can thiệp trực tiếp vào Hồng Kông. Trước đó vào ngày 20 tháng 6, Nghị viện châu Âu đã ra một nghị quyết yêu cầu Liên Âu và các quốc gia thành viên kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế có trụ sở tại La Hay nếu Bắc Kinh áp dụng luật an ninh với Hồng Kông. Và Ngoại trưởng các cường quốc khối G7 cũng ra một thông cáo báo chí chung với Liên Âu yêu cầu Bắc Kinh từ bỏ việc áp dụng luật an ninh với Hồng Kông, bị tố cáo là xâm phạm nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ do chính Trung Quốc đã chủ trương đưa ra trước đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ bắt tay châu Âu trừng trị Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.